Arsenal 3-1 Chelsea, pháo thủ đoạt lại ngôi đầu. Một cơn mưa bàn thắng đã được tạo ra trên sân Emirates ở trận đấu giữa Arsenal với Chelsea. Pháo thủ giành chiến thắng 3-1 để tạm đoạt lại ngôi đầu từ tay Manchester City. Ngay khi trọng tài nổ hơi còi bắt đầu, tốc độ của trận đấu đã được đẩy lên rất cao. Arsenal là đội có nhiều cơ hội rõ ràng hơn và họ cũng nhanh chóng có được bàn mở tỷ số. Phút thứ 18, Granit Xhaka thực hiện pha căng ngang vào trong để Odegaard bình tĩnh thực hiện cú đệm lòng. Trái bóng chạm mép dưới sàng ngang và bay vào lưới. Bị dẫn bàn, Chelsea buộc lòng phải dâng cao tấn công. Tuy nhiên, tình huống đáng chú ý nhất của họ chỉ là pha đối mặt của hậu vệ Ben Chilwell ở phút thứ 25. Đáng tiếc, anh đã không thể thắng được thủ thành Ramsdale. Tới phút 31, The Blue thủng lưới bàn thứ hai với kịch bản y hệt bàn mở tỷ số. Lại là Saka thực hiện cú căng ngang vào trong cho Odegaard để bóng chính xác giữa một rừng cầu thủ Chelsea. Và chỉ 3 phút sau, tỷ số đã là 3-0 cho pháo thủ. Từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm của Chelsea, Gabriel Jesus đã nhanh chóng đưa bóng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ áo xanh. Hiệp 1 khép lại với lợi thế quá lớn cho Arsenal. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Lampard đã rút Aubameyang và thay bằng Kai Havertz. Tuy nhiên, thế trận tấn công của Chelsea vẫn chẳng khá hơn là bao. Họ thậm chí còn suýt bị thủng lưới thêm nếu như Thiago Silva không có mặt đúng lúc để cản phá cú đánh đầu của Gabriel Magalhaes. Trong thế trận bế tắc, Chelsea lại bất ngờ có được bàn thắng rút ngắn cách biệt. Phút thứ 65, Mark Duerke thoát xuống đón đường chuyền của Kovacic trước khi dứt điểm thủng lưới Ramsdale. Tuy nhiên, đó cũng là dấu ấn duy nhất của Chelsea ở trận đấu này. Đánh bại The Blue với tỷ số 3-1, Arsenal tạm đoạt lại ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League với 2 điểm nhiều hơn Manchester City nhưng thi đấu nhiều hơn 2 trận. Trong khi đó, Chelsea vẫn dậm chân ở vị trí thứ 12, chỉ hơn nhau số hạng 9 điểm. Xác nhận, ngôi sao Arsenal hớp hồn 8 đội bóng trên thị trường chuyển nhượng. Reid Nelson sẽ là cầu thủ tự do vào mùa hè năm nay và Fabrizio Romano đã chia sẻ những thông tin mới nhất về tình hình của ngôi sao Arsenal. Nhà báo người Italia bày tỏ xuất hiện 8 đội bóng đang đàm phán với người đại diện của Nelson để chiêu mộ cầu thủ sinh năm 1999. Cụ thể, trên chương trình House of Champions, ABC Scouted Podcast, Romano tiết lộ, đúng là Milan nằm trong số những câu lạc bộ quan tâm đến Reid Nelson. Không chỉ Milan, mà có tới 7 hay 8 câu lạc bộ đã tiếp cận người đại diện của cậu ấy. Nhiều đội tại Anh, Hà Lan, Italia và các quốc gia khác đang quan tâm đến Nelson vì đây là cơ hội thuận lợi ở một thương vụ chuyển nhượng tự do. Reid Nelson là cầu thủ tự do vào mùa hè này và Fabrizio Romano đã chia sẻ những thông tin mới nhất về tình hình của ngôi sao Arsenal. Chính thức dự Champions League, Arsenal tự tin sớm đón Declan Rice. Huấn luyện viên Mikel Arteta ngày càng thêm tự tin sẽ sớm chiêu mộ được Declan Rice trong mùa hè năm nay sau những thông tin cho rằng ngôi sao của West Ham đang sớm từng ngày rời sân Olympic. Declan Rice đã giúp West Ham lấy lại phong độ tốt nhất trong những tuần gần đây. Những đoàn quân của David Moyes vẫn chưa hết lo lắng về nguy cơ xuống hạng. Tuy nhiên, tấm vé trụ hạng của West Ham cũng có thể sẽ là món quà chia tay của Rice. Tờ The Mirror mới đây tiết lộ Arteta muốn nói chuyện với anh ngay lập tức khi mùa giải kết thúc. Hợp đồng của tiền vệ này sẽ kết thúc vào mùa hè tới đây. Anh đã từ chối những lời đề nghị gia hạn. Người ta tin rằng Rice muốn ở lại London và Arteta cũng sẵn sàng dồn toàn lực để cố gắng chiêu mộ cầu thủ người Anh. Tấm vé tham dự Champions League mùa sau được cho đóng vai trò quan trọng trong quá trình đưa ra quyết định của Rice. 100% tôi muốn trở ở Champions League trong 2 đến 3 năm qua. Tôi đã nói điều đó, tôi đã chưa ổn định cho câu lạc bộ của mình và tôi cảm thấy mình thực sự muốn tiếp tục tiến lên. Declan Rice từng chia sẻ trong lúc anh tập trung cùng tham sự hồi đầu mùa năm này. Tôi thấy những người bạn của mình ở đội tuyển đang đá Champions League và giành những danh hiệu lớn. Ai cũng chỉ muốn có một sự nghiệp và cuối cùng bạn muốn nhìn lại những gì mình đã giành được, những trận đấu lớn nhất từng tham gia. Arsenal đã bị giáng một đòn mạnh và cơ hội giành danh hiệu Premier League ở vài tuần gần đây khi họ đánh rơi điểm số trong nhiều trận trước khi bị Manchester City vùi dập tại sân Etihad. Phó thủ huyết đã tụt xuống vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, đương kim vô địch Manchester City có thể tiếp tục nối rộng khoảng cách do đá ít hơn một trận. Tuy nhiên, chỉ ít đội bóng của Arteta cũng đã khép lại 6 năm vắng mặt ở Champions League. Một suất dự bữa tiệc bóng đá hàng đầu châu Âu sẽ là yếu tố then chốt giúp Arteta tự tin đàm phán nhằm thuyết phục Rice gia nhập đoàn quân trẻ trung của mình vào mùa giải này. Arsenal ra giá bán Balogun. Theo Football London, Paris Saint-Germain là một trong những đội bóng ở châu Âu đang cân nhắc chiêu mộ tiền đạo này. Báo cáo trên còn cho biết thêm rằng, bà lãnh đạo pháo thủ
sẽ có những cuộc thảo luận về tương lai dài hạn của Florin Balogun trong thời gian tới đây và sẽ chấp nhận để tiền đạo này rời đi. Được biết, Arsenal định giá chân sút này trên 35 triệu bảng. Nếu để Balogun rời đi, nhiều khả năng Mikel Arteta sẽ dùng tiền tái đầu tư cho một trung phong chất lượng. Bùng nổ ở Newcastle, người cũ Arsenal vượt mặt Martinelli và Saka. Không nằm ngoài dự đoán, sau khi tiến hành nâng cấp toàn diện đội hình ở phiên chợ hè, huấn luyện viên Eddie Howe đã giúp Newcastle United thăng tiến vượt bậc trong mùa giải năm nay. Thậm chí, họ đã có thể giành được danh hiệu lớn lần đầu tiên kể từ năm 1955 nếu không bị Manchester United đánh bại trong trận chung kết League Cup. Góp công lớn vào thành tích ấn tượng của Newcastle trong giai đoạn gần đây có cơ của Joe Willock, người đã đóng góp một bàn thắng và 4 pha kiến tạo sau 9 lần ra sân gần nhất. Tính từ đầu mùa, Willock đã trực tiếp góp dấu giày vào 9 bàn thắng của Newcastle, dù vị trí mà anh thi đấu không phải là tiền vệ tấn công. Số liệu từ Mojo Football cho thấy, cựu tiền vệ của Arsenal đã có hơn 30 lần dây bóng qua người thành công ở mùa này, kèm theo đó là 33 đường chuyền quyết định, key pass, tạo ra cơ hội dứt điểm cho đồng đội. Đáng chú ý, Willock đã tạo ra 11 cơ hội ngon ăn, big chance cho Newcastle tính đến thời điểm hiện tại. Thành tích xuất sắc hơn cả Gabriel Martinelli 10 lần hay Bukayo Saka 8 lần. Arsenal không ngờ bị lật kèo ở thương vụ 100 triệu euro. Tờ Telegraph tiết lộ rằng các nhân viên của câu lạc bộ Arsenal hoàn toàn tin rằng Mikhail Modric sẽ đầu quân cho pháo thủ hồi tháng 1 vừa qua. Mikhail Modric là một cái tên khiến báo giới tốn khá nhiều giấy mực trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Sau một vòng bảng Champions League rực sáng trong màu áo Shakhtar Donetsk, anh đã được nhiều ông lớn để mắt đến, trong đó có hai đội bóng thành London là Arsenal và Chelsea. Arsenal đã bị thuyết phục bởi tài năng của Modric và họ cũng tin rằng cầu thủ chạy cánh này muốn gia nhập họ. Tờ Telegraph tiết lộ, báo cáo còn cho biết trong những ngày đầu tháng 1, ban lãnh đạo Arsenal không thực sự lo lắng về việc Modric sẽ đầu quân cho một câu lạc bộ khác. Modric thậm chí còn thích các bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy pháo thủ rất muốn ký hợp đồng với cậu ấy. Tuy nhiên, Chelsea bất ngờ bày tỏ sự quan tâm vào phút cuối để ký hợp đồng với cầu thủ 22 tuổi. Mọi kế hoạch của Arsenal đã bị đổ vỡ khi The Blues đưa ra một mức giá đúng với yêu cầu của Shakhtar Donetsk. Cuối cùng, Arsenal xoay sang phương án dự phòng mang tên Leandro Trossard. Về mặt thống kê, Trossard có phong độ tốt hơn Modric, người chưa có bất kỳ pha lập công nào ở Premier League.